chương 991, điêu trùng tiểu Kỷ. Nơi xa thấy cảnh này tiêu y sắc mặt trắng bệch, hét tầm lên, nhị sư huynh. Tương ti tiên cùng tả điệp trên mặt thì lộ ra ly thuyết biểu tình như vậy. Đây là bình thường cảnh tượng. Nguyên Anh, dù là lợi hại hơn nữa Nguyên Anh cũng không có khả năng đánh thắng được hóa thân. Không phải vậy, còn gọi cái gì hóa thân? Bất quá, tương ti tiên lại có mấy phần lo lắng. Gia gia dạng này ra tay có thể hay không nặng một chút. Tương quỳ nhìn xem bị đập vào trên đất lửa thiếu khanh, sắc mặt âm trầm dễ nhìn một điểm. Trong lòng phần nộ cùng sát y dân dần thối lui. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, đứng dậy, ta một chưởng này còn đánh không chết ngươi. Hắn mặc dù đối với thánh địa người hận thấu xương, nhưng là xét thấy Lữ Thiếu Khanh tính đặc thù, hắn không có hạ tử thủ. Giáo huấn Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ muốn ra trong lòng một hơi bên ngoài, còn có chính là muốn thử một chút Lữ Thiếu Khanh năng lực. Đương nhiên, còn có nhường Lữ Thiếu Khanh biết rõ thực lực của hắn, cốt bảo đảm tiếp xuống có thể chiếm cứ lấy chủ động. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có nửa điểm âm thanh. Tương Quỷ nhíu mày, lần nữa quát to một tiếng, "Tiểu tử, đừng giả bộ chết, đứng dậy." Vẫn là không có động tĩnh. Không thể nào. Tương Quỷ nhịn không được âm thầm nói thầm, "Sẽ không phải tự mình lực khí quá lớn, bắt hắn cho đánh cái gần chết, hiện tại ngất di Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước hẳn là có thu tay lại. Lần này Tương Quỷ là không có thu tay lại, khí lực lớn cực kỳ. Nơi xa, Tiêu Y càng thêm lo lắng. Vị sư huynh sẽ không xảy ra chuyện a à. tả điệp thấp giọng nói hắn sẽ không bị đánh chết a à. hóa thần đối phó nguyên anh một cái không xem chừng thất thủ đánh chết không có gì lạ tựa như người đánh một con ruồi một bàn tay đánh xuống cường độ không dễ dàng khống chế chủ yếu nhất là nguyên anh tại hóa thần trước mặt có vẻ rất yếu đuối tương tỳ tiên cũng là cho mày trong lòng thậm chí nhịn không được trách cứ tương quỷ gia gia à, a gia gia ngươi tại sao lại đột nhiên xuất thủ không phải đã nói mọi người nói chuyện cẩn thận sao Hóa ra ngươi nói chuyện cẩn thận chính là động thủ thu dọn hẳn sao. Tương tỳ tiên không có lực lượng chửi bậy. Tương quỷ đức cao vọng trọng, là nhân tộc đốc hết tâm huyết, từ ngàn năm nay dựa vào cố gắng của hắn, mới khiến cho thí thần tổ chức có hôm nay quy mô, hắn tại thí thần. Trong tổ chức là thủ nhất tôn trọng tồn tại. Nhưng mà, đối mặt với Lữ Thiểu Khanh, tương quỷ tự hồ biến thành người khác giống như. Gia Gia A, à, hiện tại ngươi đem người đã thương, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Tương Tỳ Tiên cũng là đồng dạng cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã bị tương quỷ một bàn tay đánh ngã. Nhìn thấy Tiêu Y mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tương Ti Tiên, tiên nhịn không được an ủi, Tiêu muội muội, không cần lo lắng, gia gia hắn sẽ không hạ tử thủ. Đã thương khẳng định là đã thương, nhưng sẽ không đem người đánh chết. Tả Điệp cũng nói, lần này coi như ăn giáo huấn di. Đối với đại trưởng lão, vẫn là phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Tiêu Y hử một tiếng, dị sư huynh chắc chắn sẽ không có việc gì. Mặc dù lo lắng, nhưng là tiêu y vẫn như cũ duy trì đối lữ thiếu khanh lòng tin. Tả điệp không phục, nàng lắc đầu, ngươi nhị sư huynh cũng không phải hóa thần, như thế nào ngăn cản được đại trưởng lão. Thật là, cái kia giá gia hỏa có cái gì tốt nha, thế mà nhường cái này tiểu nha đầu đối với hắn tin tưởng như vậy. Nhìn xem lữ thiếu khanh năm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tương quỳ. Tiểu tử, ngươi không chết gì. Lịnh không được, tiến lên hai bước, đi vào hổ sâu trước, hướng về phía lữ thiếu khanh quát. Sau một khắc, một cổ ba động theo trong hổ sâu truyền tới, tương quỳ kinh hải, dưới thân thể y thức liên muốn triệt thoái phía sau. Lữ thiếu khanh lại hét lớn một tiếng, ngươi đừng động, ngươi động chính là ta cháu trai. Ta sát. Tương quỳ giận dữ, chết cũng không thể động a. À. Tương quỳ làm tốt chuẩn bị, nhưng là trong tưởng tượng công kích không có tới đến, mà là trên đỉnh đầu truyền đến một cổ uy ác. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn hỏa cầu, tựa như mặt trời, âm ầm đối với tương quỳ rơi xuống. Tiêu y mặt mày hớn hở, xem, ta đều nói ta nhị sư huynh không thể nhanh như vậy liền bại. Tương tỳ tiên cùng tả điệp cũng là ăn nhiều giật mình. Đây, đây là cái gì? Hỏa cầu thật lớn, tản ra uy áp nhường nàng nhóm hai cái này nguyên anh cảm nhận được áp lực lớn lao. Nàng nhóm thậm chí không có lòng tin có thể ngăn cản được một chiêu này. Tương quỳ ngấn đầu nhìn hỏa cầu thật lớn, trên mặt hắn không có ngân trọng, ngược lại có nồng đậm quán khí, các ngươi ở bên ngoài, các loại công pháp cái gì cần có đều có. Các ngươi có thể biết rõ chúng ta những người này gian khổ. A, à, cô này nồng đậm oán phụ cảm giác là mấy cái y tứ. Hắn là thánh địa có người đối với hắn bội tình bạc nghĩa sao? Không phải là cô nàng kia sư phụ A. À? Nhưng là nhìn xem cũng không giống là hải nữ A. À? Lữ Thiếu Khanh lập tức suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là hắn không có nhàn rỗi, không thấy thân thế của hắn có động tác gì, thậm chí không có tản mát ra nửa điểm khí tức ba động, thân ảnh liền đã theo trong hố sâu biến mất. Lớn đỏ động thuật. Tương quỳ bên này nhìn xem trên bầu trời rơi xuống to lớn hỏa cầu, oán hận tận trời nồng đậm oán khí nhường tương quỳ vô cùng phẫn nộ, hét lớn một tiếng, hướng về phía trên bầu trời to lớn hỏa cầu xuất thủ. Linh lực theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, tựa như một thanh lợi kiếm sông lên trời, lại như cùng một cái thâm nguyên tiềm long, gầm thét bay lên trời, cùng hỏa cầu thật lớn. Hung hăng đụng vào nhau. Bành. Không đúng cảm giác nhường tương quỳ nao nao, nhìn xem cuồn cuộn mà xuống. Bao phủ chung quanh khói đặc, tương quỷ tự hồ hiểu được. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ có hãng hình, điêu trùng tiểu kỹ ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó được ta. Muốn đánh lén. Ngây thơ. Tương quỳ sống hơn một ngàn năm, là một cái giảo hoạt lão hồ ly. Lữ thiếu khanh chiêu này sấm to mưa nhỏ chiêu thức hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn cười ha ha, vung tay lên, gió như là như tỉnh linh được triệu hoán mà đến, ở chung quanh vui sướng gợi lên, nồng đậm khói trắng tại cổ này gió gợi lên phía dưới, nhao nhao. Tứ tán, rất nhanh khôi phục thanh tĩnh. Xa xa tương tỳ tiên cùng tả điệp thì lắc đầu. Tả điệp thậm chí cười lên, cười lữ thiếu khanh không biết tự lượng sức mình, đại trưởng lão là ai. Muốn đánh lén như vậy, không khỏi nghĩ quá đơn giản gì. Dù sao cũng là hóa thần A, một cái nguyên anh muốn đánh lén hóa thần, nói đùa cái gì. Tương tỳ tiên nhàn nhạt nói, sương mù tán. Sương mù tán đi, càng thêm không có cơ hội đánh lén. Đối mặt với hóa thần, nguyên anh làm bạc luận cái gì tất cả đều là vô ích. Theo sương mù tiêu tán, tương quỳ cười ha ha, tiếu tử, ngươi không có cơ hội. Nhưng mà hẳn vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh liền xuất hiện ở trước mặt hẳn. Một quyền hung hãn nện xuống, chính giữa tương quỷ trên mặt. Âm. Thanh âm thanh thúy, tự hồ cái này một quyền cũng nện ở tương ti tiên cùng tả điệp trên mặt, để cho hai người ngốc trệ. Chương 992, đánh một quyền hóa thần. Phịch một tiếng, tương quỷ bị đánh từ sau lưng lui mấy bước, liền dừng lại. Hắn sờ lấy mặt mình, khó có thể tin. Tự mình cái này trương nhất hơn nghìn năm mặt mo cứ như vậy bị nện đến nhão nhoẹt rồi. Cường độ rất lớn, không tính đau nhưng là đau lòng. Tự mình cái này tấm mặt mo không có địa phương đặt. Hắn khó có thể tin nhìn qua đứng ở trước mặt hắn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, là như thế nào làm được. Lữ Thiếu Khanh phàm là có bao nhiêu một điểm khí tức tiết lộ, hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Nhưng mà hắn bị trên bầu trời hỏa cầu hấp dẫn lực chú y, đồng thời trong lòng oán hận bị câu dẫn bắt đầu, từ đó không để y đến Lữ Thiếu Khanh. Đến cái này thời điểm, hắn mới minh bạch, đại hỏa cầu bất quá là một cái nguy trang, chân chính xác chiêu là lữ thiếu khanh cái này một quyền một quyền lực sát thương không lớn nhưng là vũ nhục tính cũng đủ lớn tương quỷ phẫn nộ gào thét ngươi tiểu tử ta muốn giết ngươi cái thế giới này cứ như vậy hủy diệt được rồi hóa thần bị một cái nguyên anh đánh một quyền truyền đi tự mình còn không biết xấu hổ tại hóa thần trong hội này lăn lộn sao tương quỷ hai mắt sáng lên lên hung quang, tự hồ liền phải đem trước mắt lữ thiếu khanh chém thành muôn mảnh áp chế cốt dương hôi phản nộ tương quỷ nổi giận không gì sánh được khí tức theo cơn giận dữ không ngừng dâng lên, cường đại khí tức khoái động trên trời phong vân. Nông đậm uy áp phát ra, đại địa đang rung rẩy, tựa như ma vương giáng lâm, sẽ phải hủy diệt thế giới. Hỏng bé. Tương tị tiên kinh hải, gia gia tức giận, một công tử gặp nguy hiếm. Lữ thiếu khanh lại không chút hoang mang, hắn hét lớn một tiếng, chậm đã, ta không phải thánh địa người. Cái gì? Một câu nói kia nhường tương quỷ khí thế trì trệ, như là đâm thủng khí cầu, tiết khí. Nhưng là rất nhanh, Tương Quỳ cơn giận dữ lần nữa nâng lên đến, ngươi không phải thánh địa đệ tử. Ngươi cho rằng ta để bị lừa sao? Không phải thánh địa bồi dưỡng đệ tử có thể làm được dạng này. Có thể đánh hắn một quyền. Nói đùa, những cái kia phổ thông thế gia đệ tử căn bản không có dạng này năng lực. Nói láo không ngớt, dầm lừa gạt ta, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi cho rằng ta cái này hóa thần rất cốt mạo phạm đúng không? Tương Quỳ lại cho Lữ Thiếu Khanh cài lên một cái tội danh, chờ sau đó đánh chết cũng có thể giải thích được. Ta thề, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, ta tuyệt đối không phải thánh địa đệ tử. Đồng thời len lén lắc lắc tay, cái này cường độ, thật giao. Hóa thần cứng như vậy sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám lấy đạo tâm thề đến chính chứng minh không phải thánh địa đệ tử. Tương Quỳ lần nữa nhục chí, khó có thể tin. Không, không có khả năng, ngươi không phải thánh địa đệ tử, ngươi là ai? Ân thế gia tộc. Nhưng là, ấn thể gia tộc người, cũng nên chết, thánh tộc người đều đáng chết. Tương Quỳ đăng đăng sát khí, dù sao chính là muốn tìm một cái lấy cớ đế giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ta không phải ấn thế gia tộc người, cũng không phải thánh tộc người, được rồi. Tốt, tốt, bao nhiêu tuổi rồi? Còn tức giận như vậy, đừng đem tự mình cho khí sinh ra sai lầm. Lữ Thiếu Khanh như là sự tình gì cũng không có phát sinh, hướng về phía Tương Quỳ khoát khoát tay, mọi người ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói chuyện cẩn thận đi. Đừng hơi một tí liền xuất thủ đánh người, bộ dạng này sẽ có vẻ rất không có lễ phép. Tương Quỳ thần sắc bất thiện, ánh mắt hung ác vẫn như cũ ngươi rốt cuộc là ai không phải thánh địa đệ tử cũng không phải ẩn thế gia tộc còn có thể có cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được giống lữ thiếu khanh dạng này người hơn nữa còn không chỉ một kế ngôn không nói liền liền tiêu y cũng là một thiên tài có thế dạy bảo ra loại này đệ tử thế lực tuyệt đối không phải thế lực nhỏ ngươi đừng hỏi ta cũng sẽ không nói đù sao ngươi biết rõ ta là một cái kính già yêu trẻ hội giảng lễ phép người tốt là được rồi lữ thiếu khanh cũng sẽ không tùy tiện đem lai like lịch của mình lộ ra, hắn nói, nó chính sự di, dừng làm rộn. Tương quỳ trong lòng đại hận, ai cùng ngươi náo loạn. Ta muốn đánh chết ngươi. Lời tuy như thế, nhưng là tương quỷ cũng không thể không sợ hải tháng phục lấy lữ thiếu khanh đáng sợ. Nguyên anh cảnh giới, có thế cho hần cái này hóa thân một quyền, truyền đi, đủ để khinh thường quần hùng. Ngươi đang dạy ta làm việc. Tương quỳ khó chịu, làm thế nào là ta quyết định. Lữ thiếu khanh biểu môi, đến dạng này cái này thời điểm, còn không nguyện y chịu thua sao. Ngươi nói, ngươi muốn làm thế nào? Đừng đùa không nói a. À. Một câu, lại đem tương quỳ trong lòng lửa giận dẫn ra ngoài. Đối mặt với Lữ thiếu khanh, hắn năng lực tự kiềm chế trở nên rất tồi tệ, trong lòng lửa giận rất dễ dàng xuất hiện. Lúc này, tương ti tiên, tiêu y, tả điệp ba người xông lại. Gia gia, tương ti tiên cùng tả điệp hai người trên mặt kinh ngạc, ánh mắt dừng lại tại tương quỳ trên mặt. Hóa thần bị nguyên anh đánh một quyền, lúc này cỡ nào bạo tạc tin tức hai người bọn họ cũng coi là chứng kiến một cái kỳ tích nếu là chuyện này tại trong tổ chức truyền ra tất nhiên sẽ gây nên một trận động đất tương quỳ sắc mặt nhìn không được hiện lên vẻ lúng túng quá mất mặt cái này cần thua thiệt là tương tỷ tiên ở bên cạnh nhìn thấy nếu là những người khác nhìn thấy tương quỳ không phải giết người diệt khẩu vĩ thi diệt tích sự tình hôm nay ai dám thế hắn liền giết chết ai tiêu y xông lại hận không thể cúi đầu liền bái nhị sư huynh ngươi quá lợi hại thế mà lữ thiếu khanh không nói hai lời cho nàng tới một cái, nhường nàng trong miệng cho phanh lại. Mặc dù là đánh tương quỷ một quyền, nhưng là cái này sự tình cũng không hưng ngay trước mặt tương quỷ nâng. Tiêu vê dám nhắc tới, tương quỷ khẳng định sẽ phát điên, cuối cùng còn phải là lữ thiếu khanh gánh chịu. Lữ thiếu khanh quát, làm gì? Nôn nôn nóng nóng, không cho phép tại tiền bối trước mặt thất lẻ. Tốt, nhóm chúng ta đi nơi đó ngồi xuống hảo hảo nói một chút chính sự đây. Lữ thiếu khanh cười tủng tim nói với tương quỷ. Hử? Tương quỷ khó chịu tương tỷ tiên ước gì dạng này gia gia có lời gì liên hảo hảo nói gì miễn cho huyên náo quá khó nhìn ngươi xem một chút ngươi cùng hắn đòn kiên cuối cùng là ai mất mặt tương quỷ cũng rất phiền muộn làm sao lại không làm gì được cái này tiểu hỗn đơn đây lần này vốn nghĩ dùng tuyệt đối thực lực đến giáo húng lữ thiếu khanh một trận đồng thời đoạt lại chủ động kết quả xem ra là hắn mất mặt nhiều một chút chủ động cái gì cũng không có hắn nhãn châu xoay động như là một cái lão hồ ly lộ ra dảo hoạt ánh mắt Ngươi muốn vào nhập huyền đất thế giới. Lữ thiếu khanh nhãn tình sáng lên, lại lắc đầu, không. Tương quỷ sững sờ, cái này kịch bản không đúng. Người hẳn là rất kích động, sau đó nghe theo chỉ huy của ta mới đúng. Nhưng tương quỷ rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi không nghĩ là a? À. Vậy ngươi đi thôi. Tiểu tử, cùng ta chơi dục cầm cố túng. Ngươi nộn điểm. Lữ thiếu khanh nhún nhún vai, đối tương ti, ti, nói, ti tiên nói, ti tì tiên tỷ ti, người có thể mang ta rời đi nơi này sao? Ta muốn về nhà, nơi này dù sao cũng không có ta chuyện gì. Chương 993, trước cho ta đem phòng dựng tốt. Tương ti tiên phiền muộn A. À. Hai người các ngươi đến cái này thời điểm, còn muốn tiếp tục đòn khiên sao? Gia Gia, một công tử, các ngươi liền không thể nói chuyện cứng thận sao? Tương Tỳ tiên tức giận, nàng đứng ra, lông mày dựng thăng, đối hai người bộ dạng này bất mãn hết sức, đem lời nói rõ ràng, đừng ở chỗ này quay tới quay lui. Tranh chút mặt mũi này có cái gì tốt? Lữ thiếu khanh vỗ vỗ bàn tay, 10 điểm đồng y, không sai liền nên dạng này quay tới quay lui có phiền hay không công tử tương tỷ tiên có cào người xúc động nói thật giống như ngươi không phải ngươi cũng thế ngươi nói ngươi có muốn hay không tiến vào nhập huyền đất thế giới lữ thiếu khanh lập tức xấu hổ bắt đầu xoa xoa tay cười nói nghĩ a à, nhưng là không có y tứ dây tương tỷ tiên tức giận đến con mắt cũng rút nhỏ một vòng chẳng muốn cào lữ thiếu khanh một trận nếu là vì cái gì nói không muốn mở mắt nói lời bịa đặt đây chính là ngươi nói tôn kính trưởng bối. Cái này gia hỏa thật sự là ghê tớm. Tả điệp ở bên cạnh liên tục gật đầu, chính là, không có chút nào nói lễ phép. Còn cả ngày nói mình có lễ phép, lừa đáo. Lữ Thiếu Khanh hỏi tương quỳ, ta nói muốn, ngươi liền để ta đi vào sao? Tương quỳ. Ảc à không biểu lộ nói, không. Ngươi nghĩ cái rầm ăn đây, nghĩ đẹp như vậy. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía tương tí tiên hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, ngươi xem, cho nên, ta nói muốn cùng không muốn có khác nhau sao? ta nói không nghĩ, ngược lại không cần kích thích gia gia ngươi, đúng không, ta người này rất kính già yêu trẻ. Tương quỳ, tương tỳ tiên, tả. À? Kịp ba người gần như đồng thời liếc mắt. Loại lời này, nghe, thật muốn ăn đòn. Tiêu y thì nâng cầm lên, ngồi sổng ở bên cạnh xem kịch. Chơi vui à. Tương tỷ tiên đối tương quỳ nói, gia gia, đem lời nói rõ ràng đi, ngươi đã muốn một công tử đến, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định là có quyết định. Tương quỷ chần chờ. Lữ thiếu khanh kinh ngạc bắt đầu, không thể nào, cái này thời điểm còn không thuận sườn núi xuống lừa, ngươi muốn làm gì? Tiếp tục muốn thu thập ta sao? Lữ Thiếu Khanh, nhường tương quỷ trong lòng cái kia phiền muộn a. À. Cái này tiểu tử, quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Song phương đấu, trong lỏng cũng sáng như gương. Là tại tranh đoạt quyền chủ động. Nhưng là hắn tương quỳ một mực không chiếm được thượng phong, bị Lữ Thiếu Khanh nắm đến xếp sao? Khiến cho hắn thậm chí một lần hoài nghi, mình mới là thanh niên, Lữ Thiếu Khanh mới là cái kia lão hồ ly. Tương Tỳ Tiên hiện tại ra mặt, vừa vặn cho hắn một cái bậc thang xuống. Internet. Tương Quỳ trong lòng hít một hơi, thôi, cứ như vậy đi. Hắn hừ một tiếng, bày biện một tấm mặt thối hướng vẽ phía Lữ Thiểu Khanh, huyền thổ thế giới, ngươi muốn đi vào, không có đơn giản như vậy. Ta có thể đồng ý ngươi đi vào, nhưng là có một số việc cần ngươi đi làm. Lữ Thiếu Khanh con mắt cản sáng hơn, vỗ ngực, ngữ khí cũng biến thành hiền lành, đến, gia gia, ngươi cứ việc phân phó. Lên núi đao, xuống biến lửa, ta không chối từ hử tương quỷ lạnh lùng hừ một tiếng vung xa xa nhà gỗ hài cốt nói nhìn thấy không lữ thiếu khanh gật đầu cảm thần một câu linh ngộ tương quỳ y tứ minh bạch gia gia dạy bảo phải là làm người dừng giả vờ so trang b bị xét đánh ngươi yên tâm ta sẽ không giống ngươi dạng này ta trước hết nhất nhận biết chữ chính là điệu thấp hai chữ tuyệt đối sẽ không trang b tương quỳ nghe được muốn đánh chết lữ thiếu khanh ngươi bây giờ chính là đang giả vờ cung ai mẹ nó dạy bảo ngươi rồi hắn vẫn hận không thôi cắn răng hung hăng nói muốn vào nhập huyền đất thế giới trước tiên đem gian phòng cho ta dựng tốt lữ thiếu khanh ngạc nhiên khó có thể tin hắn vuốt vuốt lỗ tại của mình hỏi tương quỷ lão đầu ngươi nói cái gì mới vừa rồi còn gọi gia gia bây giờ lập tức liên biến thành lão đầu ngữ khí biến hóa thần sắc cực kỳ tự nhiên không có nửa điểm do dự cùng không có y tứ nói hoán đổi liền hoán đổi nghĩ đến nhường lữ thiếu khanh đến giúp tự mình dựng phòng tương quỷ trong lòng vốn đang là có chút đắc y nhưng là một câu lão đầu trong lòng cọ một cái quát ra lửa giận đem điểm này tiểu đắc y cho thiêu chết. Ngươi không nguyện y. Tương quỳ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, như là một cái bực bội tiểu hài tử, không nguyện y, ngươi trở về đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể nằm ở ta. Tả điệp nhãn tình sáng lên, cái này biện pháp tốt. Cũng coi là một cái trừng phạt nho nhỏ. Hắc, ngươi cái này gia hỏa nơi đó có thể đấu qua được đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh xoa cầm, suy nghĩ một lát, hít một hơi, tự hồ làm ra một cái chật. Tê quyết định, kê lắc đấu, ai, không có biện pháp, ai bảo ta kính già yêu trẻ đây. Đã đại trưởng lão ngươi không có chỗ ở, là đại trưởng lão dựng cái ở địa phương, lấy đó hiếu tâm cũng là chúng ta thuộc bốn phận sự tình. Bất quá, ta muốn tìm người hỗ trợ, không phải vậy ta không làm. Tương Quỳ lập tức cho ra điều kiện hạn chế, ngoại trừ ngươi sư huynh cùng sư muội, ngươi đều có thể tìm người. Tương Quỳ trong lòng đắc y, tiểu tử, ta muốn chính là ngươi tự tay dựng, buồn nôn ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi quá độc ác a. À đây cũng không phải là một cái trưởng bối nên có phẩm chất. không ai hỗ trợ, nhưng chính ta một người làm. tương quỷ ha ha cười không ngừng, không có biện pháp, ai bảo ta hẹp hồi đây? tiểu tử, xem ngươi làm sao bây giờ? ai? lữ thiếu khanh lắc đầu đáp ứng, tốt a. À. cho ngươi hai ngày thời gian. tương quỷ bỏ xuống một câu, biến mất ở chỗ này. bị đánh một quyền, không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục ở lại, cho dù là tại hắn tôn nữ trước mặt. tiêu y từ từ chạy tới, nhị sư huynh chính ngươi một người làm sao? A nha, ta cũng nghĩ hỗ trợ. Lời nói không nói chuyện, lại bị nện cho một cái, ngươi cái này cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí là có ý gì? Lăn xuống đi, đem ngốc khỉ ngốc mèo tìm cho ta tới. Tiêu vê ngạc nhiên, nhưng đại bạch cùng tiểu bạch đến giúp đỡ sao? Đị. Đem tiêu y đuổi xuống dưới về sau, lữ thiếu khanh đối tả điệp nói, cô nàng, đến giúp đỡ dĩ. Tả điệp tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, kém chút cười lên, ngươi đang nói đùa sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ người cái này vô lễ gia hỏa, ta xem ngươi chê cười cũng không kịp, ta sẽ giúp ngươi. Ta đầu óc lại không bệnh. Cùng ngươi rất quen sao. Chính ngươi làm đi, ta ở bên cạnh nhìn xem. Lữ thiếu khanh hắc hắc cười không ngừng, đối tả điệp nói, gia gia ngươi đâu. Ta cho hắn truyền một lời. Cũng không lâu lắm, tả điệp thu được lận vũ truyền tin. Nàng tiếp được xem xét, lập tức ngây dại, cái này. Chương 994, cẩu xá. Cổ chó. Tả điệp không thể tin được tự mình nhận được tin tức nàng nhìn mấy lần cũng cảm giác được khó mà tin được. Giả A. À? Nhất định là giả A. À? Sư phụ bị người khống chế rồi. Vẫn là bị người đoạt xá. Tả điệp khó có thể tin, đem truyền tin phi kiếm cẩn thận kiếm tra một lần lại một lần. Xác nhận đây chính là sư phụ truyền tin. Tả điệp cuối cùng tâm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã làm gì? Vì cái gì sư phụ muốn để ta nghe lời ngươi? Người là sư phụ ta đồ đệ, vâng là ta mới là sư phụ ta đỡ đệ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nhất định là sư phụ ngươi cảm thấy ta tiềm lực vô hạn, cho là ta đáng giá kết giao, cho nên để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, bắt đầu làm việc gì? Bên cạnh tương ti tiên lại một lần nghe dạy Nàng khó có thể tin nhìn qua lữ thiếu khanh, lận vũ làm sao lại gọi tả điệp hỗ trợ. Năng cũng nghĩ không thông. Tỷ tiên tỷ tỷ, tả điệp cô nàng hỗ trợ, ngươi không giúp chuyện sao? Lữ thiếu khanh cười túng tìm hỏi, các ngươi cùng làm việc đi, bằng hữu tốt cộng tác làm việc, biết làm càng nhanh nha. Ngươi đây tả điệp khó chịu hỏi ta à ta phụ trách thiết kế chỉ đạo cùng giám sát ta sống cũng rất nhiều tả điệp tức chết ngươi là không có ý định động thủ đúng không ngươi không làm ta cũng không làm ngươi đi cùng sư phụ ngươi nói a à. lữ thiếu khanh bộ dáng cười mị mị nhường tả điệp rất muốn tại trên mặt hắn đến trên một quyền đáng tiếc sư phụ nàng mệnh lệnh nàng không thế không nghe cuối cùng dưới sự chỉ huy của lữ thiếu khanh tả điệp bắt đầu đốn củi bắt đầu dựng xây phòng gỗ Tương tỷ tiên cuối cùng cũng gia nhập hỗ trợ, lại thêm đại bạch cùng tiếu bạch hỗ trợ. Nhà gỗ dựng không phải phức tạp gì làm việc, cho nên tiến độ rất nhanh một ngày không đến liền đã dựng tốt. Nhưng đối đang âm thầm quan sát tương quỳ 10 điểm phiền muộn. Cái này hỗn đảng tiểu tử A. Đương nhiên, hắn cũng 10 điểm không hiểu, vì cái gì lận vũ sẽ giúp Lữ Thiếu Khanh đây. Nhưng bỏ mặt như thế nào, hắn muốn nhường Lữ Thiếu Khanh giúp hắn kiến tạo gian phòng, buồn nôn một cái Lữ Thiếu Khanh bàn tính là thất bại. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần động thủ, từ đầu tới đuôi ngay tại chỗ ấy nhìn xem, ba lạp ba lạp nói, rất thoải mái. Thật sự là khó chơi hỗn đảng tiểu tử. Tương quỷ trong lòng lần nữa hung hăng mắng một câu. Lần thứ nhất cảm giác được một người như thế khó chơi. Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, tương quỷ xuất hiện, thử một tiếng, kinh bi lữ thiếu khanh, trộm gian dùng mánh lới hạng người. Cái này gọi thông minh. Tương quỷ rất khó chịu, hẳn nhìn thoáng qua dựng tốt gian phòng, lập tức chọn mau bệnh. Không vẹo, không có điểm bộ dáng, sao ta trước đó kém xa. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối tương ti tiên cùng tả điệp nói, ai, ngươi xem, không nghe ta, đại trưởng lão không hài lòng. Ta đi. Tương quỷ muốn đánh người. Hắn một thời gian quên đi, cái này gian phòng là hẳn tôn nữ tương tí tiên cùng tả điệp lập nên. Lữ Thiếu Khanh tay cũng không đụng tới đến nửa điểm. Tương quỷ thở phì phì nói, bất ở chỗ này giảo biện, ngươi động thủ sao? Đây không tính là. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, lão đầu, ngươi muốn mặc sao? Ta ở bên cạnh chỉ huy, ngươi điếc vẫn là mù. Tương quỷ cười đắc y, trừ phi ngươi tự mình động thủ, không phải vậy cái này gian phòng liền phải trùng kiến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta sợ ta xuất thủ, ngươi không dám ở. Có cái gì không dám? Tương Quỷ vui vẻ, cái thế giới này còn có ta không dám sự tình. Tối, ngươi không được ngươi chính là chó con. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, vẫy tay, một nửa cây cối từ đẳng xa bay tới, mặt quân kiếm trên không trung trên dưới tung bay, rất nhanh liền cắt chém ra một tấm ván gỗ ra. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tương Quỷ nói, ta liền treo cửa biển đi lên, tính toán động thủ A. Tiếp lấy xuất ra bút tại phía trên viết hai chữ, lại một hồi, biển gỗ vững vàng treo ở nhà gỗ phía trước, cửa ra vào phía trên. Nhìn thấy phía trên hai chữ. Tất cả mọi người trầm mặt. Cấu xá. Tiêu y bụng mặt, ngăn trở con mắt không dám nhìn. Nhị sư huynh lần này nhất định phải bị đánh chết. Đại sư huynh, ngươi khả năng liền nhị sư huynh một lần cuối cũng không thấy. Tương quỷ thân thể bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Hỗn đảng, ta tại làm thịt ngươi cẩu, không phải liền là chó âm độc sao? Còn tăng thêm một cái bỏ, ổn thỏa ổ chó. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta một cái hóa thần rất dễ nói chuyện? Không có tính tình. Tương quỷ căm tức nhìn lữ thiếu khanh, thể nội cơn giận giữ lần nữa dành dụng, sắp bột phát. Tương tỳ tiên cũng đành chịu, thật là. Hai người đều không nghe. Gia gia của nàng vẫn là nghĩ đến lấy lại danh dự, nhường cho lữ thiếu khanh kiến tạo gian phòng, xả giận. Kết quả đây, lữ thiếu khanh căn bản không cần xuất thủ, ngược lại là nàng cái này tôn nữ đang bận việc dựng cuối cùng cản là dùng phương thức như vậy đến đem tương quỳ tức giận đến muốn thổ huyết hủy diệt đi ta không muốn quản tương tỳ tiên cũng cảm giác được tâm mệt mỏi hai cái gia hỏa một cái hơn ngàn tuổi một cái hơn hai mươi tuổi một già một trẻ đối chọi gay gắt liền để hai người bọn họ đấu di tương tỵ tiên kéo một cái muốn nói chuyện tả điệp mang theo tả điệp thối lui đến bên cạnh học tiêu y xem kịch đối mặt với muốn nuốt sống tự mình tương quỳ Lữ Thiếu Khanh tuyệt không hoảng, hắn nói, chậm đã, ngươi nghe ta giảo biện, không đúng, ngươi nghe ta giải thích. Tương Quỳ đang đăng sát khí nhìn chăm chầm Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, nói, hôm nay ngươi không nói ra cái đa dạng đến, ta đánh chết ngươi. Đừng nóng vội nha, cái này cấu chữ cùng chó không có chút quan hệ nào, cấu, cái chữ này có y tứ là kiên nhẫn, điệu thấp, ấn nút. Rất thích hợp ngươi A, à, ngươi thân là thí thần tổ chức đại trưởng lão, mang theo đám người ẩn nút, tìm kiếm thời cơ đối phó quái vật, đây không phải cấu, là cái gì? Ta viết hai chữ này là hướng đại trưởng lão ngươi gửi lời chào, vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, phụ trọng tiến lên. Hai cái này đại biểu cho ta đối đại trưởng lão ngươi kính trọng cùng bội phục, trên thế giới này có thể làm đến như người như ngươi không có mấy cái. Ngươi xứng với hai chữ. Này! Tương quỳ sau khi nghe xong, mặt không biểu lộ. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh nói rất trịnh trọng, một bộ thành thấn bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hẳn không phải là đang nói láo. Nhưng, tương quỳ chính là không tin. Tấu xá, chính là ổ chó trước mắt cái này hỗn đảng tiểu tử cố y móc lấy công đến mắng hắn. Hắc hắc, ngươi xem, con người của ta rất kính già yêu trẻ, ngươi xem, ngươi vừa rồi đều nói, ai không được chính là chó con. Tương quỳ giơ tay lên, quan mang không ngừng phục ra hút vào, lời kia là ngươi nói. Tự ngươi nói qua, nói chuyện cẩn thận, ai trước động thủ người đó là chó con. Tương quỳ ác hơn, quan mang phun ra nuốt vào đến càng thêm lợi hại, khí tức tiến một bước tăng vọt, đó cũng là ngươi nói. Đều là đồng dạng y tứ. Lữ thiếu khanh phất phất tay, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ chạy trốn bộ dạng, hướng về phía tương quỳ nghiêm nghị nói, chớ làm loạn a. À. Tương quỳ không nói hai lời, một trưởng vỗ hạ. ầm ầm. Chương 995, còn có bước kế tiếp, nghị sự đại điện gặp. Âm ầm một tiếng, bên cạnh nhà gỗ chia năm sẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Dựng tốt nhà gỗ lại một lần nữa hóa thành một đống hài cốt. Ngươi làm gì? Lữ thiếu khanh đau lòng kêu, thật vất vả mới xây được tới gian phòng, ngươi cứ như vậy. Hủy, ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đây em đẹp một cái ổ chó không đúng cậu xá lãng phí a ti tiên tỷ tỷ nàng nhóm một ngày tâm huyết cùng cố gắng cứ như vậy bị ngươi lãng phí tương quỷ mặt không biểu lộ nói ta muốn thu thập ngươi không ra cậu xá ấn nút điều thấp chịu nhục ngươi chính là tại móc lấy công đến mãn ta lại nói thí thần tổ chức đại trưởng lão đường đường hóa thần kỳ cao thủ ở địa phương gọi cầu xá truyền đi ta cái này tấm mặt mo còn có thể muốn sao ta xem ở ta tôn nữ phân thượng không cùng người so đo không phải vậy không đánh chết ngươi không thể lữ thiếu khanh thở giải ai được rồi ngươi là trưởng bối tùy ngươi vậy sau đó hắn thần sắc nghiêm một chút hỏi tương quỳ nói ngươi xem gian phòng ta dựng tốt ngươi nhìn cái gì thời điểm mang ta đi cái kia địa phương đây tương quỳ cười lạnh một tiếng ai nói dựng tốt gian phòng liền có thể để ngươi tiến vào huyền thổ thế lão đầu ngươi sẽ không phải muốn nuốt lời đối y a à. lữ thiếu khanh không chút khách khí trách móc bắt đầu làm trưởng bối có thể hay không có chút làm trưởng bối bộ. Đáng. Tả điệp ở bên cạnh Kinh Bi, thật là, một không cao hứng liền không giả, lộ ra nguyên hình. Cảm thấy có chỗ tốt thời điểm, không sợ xấu hổ hô hào gia gia. Không vui thời điểm, trực tiếp xưng hô lão đầu, nửa điểm khách khí cũng không có. Ốn thỏa tiểu nhân sắc mặt, trở mặt tốc độ nhanh chóng, không ai bằng. Tả điệp nhịn không được đến hỏi bên cạnh tiêu y, tiêu muội muội hắn vẫn luôn là dạng này sao? Tiêu y rất vui vẻ gật đầu, đúng vậy a à đây chính là nhị sư huynh. Hiện thực vô cùng. Tả điệp bó tay rồi một hôi, sau đó cảm thần, hẳn bộ dạng này, có thể sống như thế lớn, thật sự là mạng lớn A. À. Tương tỳ tiên không nói gì, trong lòng 10 điểm đồng y tả điệp. Giống lữ thiếu khanh dạng này tính cách, thật rất dễ đàn nhận người hận, không bị đánh chết cũng coi như hắn mạng lớn. Tiêu y liền nói, yên tâm đi, nhị sư huynh lợi hại ra đây, người khác muốn đánh chết hắn không có dễ dàng như vậy. Nhị sư huynh là sẽ không dễ dàng trêu chọc lợi hại người, đặc biệt là hóa thần, nhị sư huynh là có bao xa liền trốn xa hơn. Tương tí tiên bó tay rồi, nàng chỉ chỉ gia gia của mình, nhắc nhở tiêu y nói, gia gia của ta là hóa thân hậu kỳ. Tả điệp gật đầu, đúng đấy, nếu là dựa theo ngươi, đại trưởng lão không phải hóa thần, cũng không lợi hại. Tiêu vê nhếch miệng cười một tiếng, suy đoán nói, có lẽ là nhị sư huynh biết rõ đại trưởng lão không có nguy hiểm. Nếu không phải vì huyền thổ thế giới, ta nhị sư huynh đánh chết cũng sẽ không tới nơi này, cản thêm sẽ không cùng đại trưởng lão đối nghịch. Lão đầu tương quỳ trừng tròng mắt thổi râu ria hỗn đảng tiểu tử quá ghê tởm hắn nghiêm mặt nói ta cái gì thời điểm nói qua dựng tốt gian phòng liền để ngươi tiến vào huyền thổ thế giới rồi còn có một bước tương quỷ ánh mắt nhìn qua phương xa cho tới bây giờ tương quỳ cũng cảm giác bị mệt mỏi cùng lữ thiếu khanh đấu nữa hắn không có tốt biện pháp tới đối phó đối phó lữ thiếu khanh tiếp tục giấu nữa cái này tấm mặt mo thật không thể nhận tương quỳ nhìn qua phương xa hai tay chắp sau lưng trầm mặt không nói chậm chạp cũng không nói đến bước kế tiếp muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh không có thúc giục, mà là đứng ở tương quỷ bên người, giống như tương quỷ một ngắm phương xa. Bởi vậy trong về phía xa, nơi xa thì là rất thưa thớt, to to nhỏ nhỏ ngọn núi, núi non trùng điệp. Nơi này linh lực nồng đậm, nơi xa sương trắng mịt mờ, mây mù phiêu động, ngọn núi tại trong sương mù trắng như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Hai người đứng sóng vai, tựa hồ đang thưởng thức xa xa cảnh đẹp. Bên cạnh tương tỷ tiên cùng tả điệp thấy 10 điểm khó chịu rõ ràng một cái là hóa thần cảnh giới, một cái là nguyên anh cảnh giới, một cái hơn ngàn tuổi lão tiền bối, một cái hai mươi tuổi mau đầu tiểu tử. Hai người hăng là có rất lớn tương phản mới đúng. Nhưng mà hai người đứng sóng vai, nhưng không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Lữ Thiếu Khanh đứng tại tương quỳ bên người, tản ra cao nhân khí tức, giống như cũng là một vị hóa thần cảnh giới tồn tại. Lữ Thiếu Khanh khí tràng cùng tương quỳ khí tràng hoàng mỹ dung hợp, đứng chung một chỗ, như là hai cái người cùng cảnh giới đứng chung một chỗ, người bên cạnh không. Hòa vào di thấy tương ti tiên cùng tả điệp khó chịu chết rồi cái này gia hỏa khí tràng cũng là như thế cường đại sao đứng tại tương quỳ bên người hẳn là bị tương quỷ khí tràng ảnh hưởng cùng áp chế cuối cùng hẳn là giống một cái chủ nhân cùng một cái người hầu đồng dạng mới đúng mà không phải hai người thoạt nhìn như là cùng một cái cảnh giới người tương quỳ nhìn một hồi nơi xa hắn thu tầm mắt lại hắn cũng nhìn thật sâu lữ thiếu khanh một cái cái này tiểu tử lại có thế đứng ở bên cạnh hắn không bị ảnh hưởng ba ngày sau đó nghị sự điện gội tương quỳ để lại một câu nói tiếp lấy vung tay lên, trên điện núi người tất cả đều bị tiễn xuống núi, bao quát hai bạch. Những nhị sư huynh đi nghị sự điện làm gì? Tiêu y sờ lên hai bạch đầu, trấn an hai bạch, đồng thời hiếu kỳ hỏi. Tương ti tiên, tiên đối lữ thiếu khanh giải thích, một công tử, muốn tiến vào huyền thổ thế giới, không đơn giản muốn ta gia gia đồng y, cũng phải muốn cái khác trướng lão đồng. Y. Không phải vậy, cho dù là gia gia của ta cũng không thế chuyên quyền độc đoán. Lữ thiếu khanh nghe xong, thuận thế khinh bi một cái tương quỳ, còn nói đại trưởng lão đây còn nói hóa thân cảnh giới cao thủ đây làm việc còn phải hỏi thăm mặt người ai không phục một tay trấn áp chính là tương tỵ tiên trầm mặt một một lát cuối cùng nói ngàn năm thời gian đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện trong giọng nói mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ lữ thiếu khanh không nói gì mà đúng hoàn toàn chính xác ngàn năm thời gian lòng người đầy đủ nhường tất nhiều chuyện cải biến theo tương tỵ tiên trong giọng nói lữ thiếu khanh không khó tưởng tượng thí thần tố chức bên trong tồn tại vấn đề lữ thiếu khanh cuối cùng cảm thần một tiếng người A, chính là tiện. Sau đó, hắn hỏi tương tỷ tiên, là muốn ta nói phục những này trưởng lão sao? Tương tỷ tiên gật đầu, không sai, thí thần tố chức bên trong có tam đại trưởng lão, ngoại trừ gia gia của ta, ngươi phải nói phục nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, không? Phải vậy, ngươi liền vào không được huyền thổ thế giới. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản, một công tử ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Hai người sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, con người của ta rất am hiểu lấy ly phục người, ta nhất định sẽ nói phục bọn hắn. Chương 996, các ngươi đều phải hảo hảo tốt nhất lễ nghi khóa. Sư phụ, Chu Quang Viễn đi vào một gian phòng bên ngoài, cung kính hành lễ. Qua một một lát, một cái già nua lại thanh âm lạnh lùng truyền tới, có việc. Thanh âm không có chút nào ba động, cho người ta một loại áp lực vô hình. Người ở bên trong chính là Chu Quang Viễn sư phụ, thí thần tổ chức nhị trưởng lão, nguyên anh chính tầng cung thọ. Chu Quang Viễn thân thể có chút uống lượng, duy trì đối sư phụ cung thọ tôn kính, sư phụ, ba ngày sau đại trưởng lão phải chăng triệu tập chư vị trưởng lão tề tụ nghị sự đại điện. Thương thảo sự tình. Ta còn nghe nói đại trưởng lão dự định nhường ba cái kẻ ngoại lai tiến vào huyền thố thế giới, có phải như vậy hay không? Lại là qua một một lát, thanh âm bên trong mới chậm rãi truyền tới. Không sai, ngươi muốn làm cái gì? Chu Quan Viễn nói, sư phụ, ngươi sẽ đồng ý sao? Hử, cung thọ tự hồ rất không vui, hừ lạnh một tiếng, huyền thổ thế giới cỡ nào trọng yếu? Há có thể nhường kẻ ngoại lai tùy y tiến vào cung thọ thái độ đã rất rõ ràng, chính là không đáp ứng. Chu quan viễn thì thừa cơ đưa ra cái nhìn của mình, sư phụ, đại trưởng lão đã nhường mọi người thương nghị, không chừng hẳn là đồng ý. Nếu như là đại trưởng lão đồng ý sự tình, cho dù là sư phụ phản đối chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Ngô! Cung thọ giọng nghĩ ngờ từ bên trong truyền tới, ngươi muốn nói cái gì? Chu quan viễn đem lần này mục đích tới nơi này nói ra, sư phụ, nếu như muốn đồng ý, có thế hay không để cho kẻ ngoại lai biết rõ ta ở trong đó ra rất đại lực mới khiến cho sư phụ ngươi đồng ý. Cung thọ càng thêm không minh bạch, ngươi nghĩ bọn hắn thiếu ngươi một cái nhân tình. Sư phụ anh minh. Chu quan viễn vội vàng vuốt mông ngựa, mong rằng sư phụ thành toàn. Đồng thời nói ra lý do của mình, thực lực bọn hắn không tệ, lại rất được đại trưởng lão coi trọng, ta hy vọng có thế cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Đối với đồ đệ thỉnh câu, cung thọ hừ lạnh một tiếng, hừ, ta là sẽ không để cho bọn hắn đi vào. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ ba trước kia, nghị sự đại điện tiếng chuông vang lên, thí thần tố chức người ánh mắt cũng rơi vào nghị sự đại điện bên trên. Muốn bắt đầu. Kẻ ngoại lai muốn làm gì? Thật to gan, còn muốn lấy tiếng vào huyền thố thế giới. Sĩ nhân nằm mơ, huyền thố thế giới há lại hắn nói vào là vào. Liền chúng ta những người này cũng không có cơ hội tiến vào huyền thổ thế giới, kẻ ngoại lai dựa vào cái gì? Đúng đấy, kiên quyết không muốn cho kẻ ngoại lai tiến vào. Ba ngày thời gian bên trong, các loại tin tức ngầm tại trong tố chức lưu truyền. Tất cả mọi người biết rõ ba cái kẻ ngoại lai mục đích tới nơi này là huyền thổ thế giới. Hôm nay họp mục đích đúng là thương thảo có để hay không cho bọn hắn đi vào. Nếu như tam đại trưởng lão đều đồng ý, ba cái kẻ ngoại lai thật đúng là có khả năng tiến vào huyền thổ thế giới. Truyền thuyết huyền thổ thế giới việc quan hệ nhân tộc sau cùng hy vọng, một khi huyền thổ thế giới hủy diệt, bọn hắn thế giới này người cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Bọn hắn cũng sẽ trở thành quái vật chỗ nuôi dưỡng tầm súc, vận mệnh bị quái vật nắm trong tay, triệt để trầm luân. Phía ngoài bộ tộc nhân bi thảm bộ dáng, tuyệt đối không phải thí thần tố chức người nơi này muốn. Cho nên, bọn hẳn không hy vọng có người tùy y tiến vào huyền thổ thế giới, phòng ngừa huyền thổ thế giới xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, coi như đại trưởng lão đồng ý, vị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với hắn trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Đúng đấy, quản bọn hẳn có cái gì đặc biệt, huyền thổ thế giới là chúng ta cuối cùng bảo hộ, tuyệt đối không thể tùy y một số người làm loạn. Nhìn xem đi, trưởng lão nhóm tuyệt đối sẽ không như bọn hắn mong muốn. Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn, Tiêu y mang theo ba cái linh súng cùng nhau đi tới nghị sự đại điện nơi này. Nghị sự đại điện tọa lạc tại ở dưới chân núi, từ bên ngoài nhìn, có mấy phần khí thế, nhưng đến gần, phát hiện có vẻ rất phố thông, như là phố thông tông môn sở tu phòng ốc. Lối kiến trúc thô kịch, không có tỉnh điêu mảnh khắc, cũng không có điêu lan ngọc thế, chính là dùng đầu gỗ cùng cục gạch lập nên phòng. Ở bên trong cũng không có quá nhiều trang trí, duy trì vốn có phong cách, đảm phán hòa bình chuyện lớn điện bốn chữ này có chút không xứng. Bên trong tất lớn, rộng lớn, Bỏ vào trên 100 người không có vấn đề gì. Đại điện hai bên thưa thất hoặc ngồi, hoặc đứng mười mấy người. Bọn hắn khí tức mịt mờ cường đại, đều là thí thần tố chức bên trong đại trưởng lão, nguyên anh cảnh giới tồn tại. Mười mấy người ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh ba người trên thân, bọn hắn ánh mắt sắc bén, mang theo áp lực cường đại. Kế ngôn mặt không biếu lộ, đối với chung quanh ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Lữ Thiếu Khanh thì cười tủng tim hướng về phía người chung quanh vẫy tay, mọi người tốt a. À. Tiêu y mang theo ba cái linh súng nhảm mắt theo đuôi đi theo hai vị sư huynh sau lưng, có hai vị sư huynh vì nàng gánh vác lấy chung quanh áp lực. Tiêu y cũng không có bất kỳ áp lực, thiếu kỳ đánh giá chung quanh. Ba người đi vào trong đại điện ở giữa nơi này dừng lại, Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái chung quanh. Đại điện có cao mười mấy mét, trọng lượng không gian, lại thêm bên cạnh hơn mười trưởng lão, một cổ uy nghiêm khí thế ở chỗ này tràn ngập. Người tiến vào, đứng ở chỗ này, tâm ly tố chất không được, xác định vững chắc sẽ bị dọa đến hai chân rung lên. Bất quá cái này đối với Lữ Thiếu Khanh ba người tới nói, nơi này áp lực không tính là cái gì. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ba người ở chỗ này 10 điểm bình tĩnh, không có nửa điểm bất an. Chung quanh có người bất mãn. Hừ, kiêu ngạo thật lớn. Kẻ ngoại lai, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Có trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Theo trưởng lão mở miệng, chung quanh áp lực đột nhiên biến lớn. Kế ngôn hai tay ôm lấy, nhầm mắt dưỡng thần. Tiêu y thì mở to hai mắt, đầu chuyển động, như là ra đa đồng dạng đi tìm là ai đang nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nói chuyện người kia hỏi lại, đây là nhà ngươi sao? Là đại trưởng lão gọi ta tới đây, chẳng lẽ đại trưởng lão cũng không bằng ngươi để dùng? Người kia bị Lữ Thiếu Khanh nghẹn đến khí thế trì trệ, nói không ra lời. Miệng lưỡi bén nhọn, nơi này cũng không phải nhà của các ngươi, bớt ở chỗ này cần rỡ. Lữ Thiếu Khanh quể oái nói, nhóm chúng ta nào dám cần rỡ? Nhóm chúng ta rất đại trưởng lão tôn kính nhất, nhóm chúng ta là đại trưởng lão mời tới khách nhân. Nhưng mà, đối với các ngươi những này chủ nhân ta rất thất vọng lại tới đây hơn nửa ngày đừng nói ngồi địa phương liền liền một chén nước cũng không có đây chính là các ngươi thí thần tố chức đạo đại khách ta xem các ngươi xác thực cần hảo hảo tốt nhất lễ nghị khóa thật là lớn như vậy một tố chức liên lễ phép căn bản cũng đều không hiếu rồi một phen đem tất cả mọi người đắc tội tất cả mọi người trợn mắt nhìn hừ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng một cái thân ảnh cao lớn mang theo cường đại cảm giác áp bách xuất hiện miệng lưỡi bé nhọn đám người nhìn thấy người tới, cùng nhau hành lẻ, gặp qua tam trưởng lão. Chương 997, ta chỉ là muốn đi xem. Người đến dáng vóc cao lớn, khôi ngô dáng vóc, nhưng lữ thiếu khanh kém chút coi là lại gặp người của ma tộc. Dáng vóc khôi ngô cao lớn, lớn một mặt râu quai nón, cho người ta một loại hung ác cảm giác. Hắn chính là thí thần tổ chức đệ tam trưởng lão, cảnh ngộ đạo, nguyên anh hậu kỳ chính tăng cảnh giới. Hắn trừng mắt một đôi như trung đồng lớn nhỏ con mắt, nhìn thằng lữ thiếu khanh ba người. Tiêu y lập tức đem thân thể của mình lùi về đến kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Cảnh ngộ đạo cường đại cảm giác áp bách nhường nàng chịu không được, như là bị một cái mảnh hổ để mắt tới, trong lòng hoảng sợ. Nhìn qua trước mắt khôi ngô tam trưởng lão. Tiêu y trong đầu hiện lên tương tỳ tiên nói qua liên quan tới cảnh ngộ đạo tình báo. Tính tình không tốt, thực lực cường đại, không phải một cái dễ nói chuyện chủ. Mặc dù là tam trưởng lão, nhưng là bình thường rất ít hỏi đến chuyện của tố chức vụ, một lòng tu luyện lữ thiếu khanh đối mặt với cảnh ngộ đạo cường đại áp lực sắc mặt không có nửa điểm biến hóa không sợ hãi chút nào cùng cảnh ngộ đạo đối mặt cảnh ngộ đạo không nói lời nào ánh mắt như kiếm nhìn thẳng lữ thiếu khanh hai người đối mặt một hồi về sau cảnh ngộ đạo hắt một tiếng cười lên có chút y tứ cảnh ngộ đạo còn là lần đầu tiên gặp được dám cùng hắn nhìn thẳng người trẻ tuổi người bình thường bị hắn dạng này nhìn xem tuyệt đối nhịn không được ba cái hô hấp liền muốn đem ánh mắt dời không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn lữ thiếu khanh tuổi tác như vậy dám cùng hẳn đối mặt lâu như vậy mà không có nửa điểm sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh không đơn giản. Đồng thời cũng làm cho cảnh ngộ đạo trong lòng sinh ra hiểu kỳ. Kẻ ngoại lai, đến cùng có cái gì đặc biệt đây? Hơn cảnh ngộ đạo không để y đến Lữ Thiếu Khanh, hắn đi vào phía trên, một cái mông ngồi tại phía trên một cái vị trí bên trên, phối hợp nhầm mắt dưỡng thần. Lại qua một một lát, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lần lượt đến. Theo tam đại trưởng lão đến, đám người mừng rỡ, chính đề bắt đầu đại trưởng lão quét mắt một cái đám người ánh mắt chỗ đến chung quanh trưởng lão nhóm nhao nhao có chút cúi đầu lấy đó đối đại trưởng lão kính trọng tương quỳ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lữ thiếu khanh ba người trên thân nhìn thật sâu bọn hắn một cái về sau mới chật trải mở miệng lần này triệu tập chư vị đến đây sự tình tất cả mọi người đã biết rõ bọn hắn chính là ba cái kẻ ngoại lai không phải nhóm chúng ta thí thần tổ chức người mà bọn hắn muốn tiến về huyền thổ thế giới chư vị cảm thấy như thế nào đại trưởng lão lời nói xong về sau người chung quanh ánh mắt lại một lần nữa hội tụ tại lữ thiếu khanh ba người trên thân. Trong không khí tràn ngập áp lực nặng nề, mỗi người ánh mắt cũng như là một tòa đại sơn áp xuống tới, cảm giác áp bách mạnh mẽ nhường tiêu y theo bản năng dắt lữ thiếu. Khanh góc áo, tựa như một cái khiếp đảm muội muội tìm kiếm ca ca bảo hộ. Một trái một phải ngồi tại tiêu y trên bờ vai hai lông trắng phát dựng thăng lên đến, bọn chúng gắt gao bắt lấy tiêu y tóc, cổ nén trong lòng sợ hãi. Liền liền tiểu hắc cũng là mở to mắt, cảnh giác nhìn xem chu vi duy chỉ có lữ thiếu khanh cùng kế ngôn thần sắc tự nhiên không có đem chung quanh ánh mắt để ở trong lòng kẻ ngoại lai like. hừ đại trưởng lão bọn hắn có tác dụng gì có người lạnh lùng lên tiếng ánh mắt không giỏi đối lữ thiếu khanh bọn hắn đến một trăm cái không chào đón rất đặc biệt tương quỳ ngữ khí bình thản lạnh nhạt thu liễn khí tức hắn ngồi ở đăng kia như là một cái hiền lành cơ trí trưởng giả nhưng mà ba chữ này lại làm cho người phía dưới không vui rất đặc biệt liền cái này không có khác cũng bởi vì rất đặc biệt cho nên liền muốn cho phép bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới đại trưởng lão cũng bởi vì đặc biệt cho nên bọn hắn có thể tiến vào huyền thổ thế giới nhị trưởng lão cung thọ mở miệng nhị trưởng lão đồng dạng là râu tóc bạc trắng nhưng là hình dạng lại là trung niên nhân hình dạng hai mắt như hồng tản ra chấn nhiếp lòng người quan mang hẳn nhìn chấm chẩm lữ thiếu khanh ba người bọn hẳn không rõ lai lịch tiến vào nhóm chúng ta nơi này đã coi như là rất mạo hiểm lại tiến vào huyền thổ thế giới vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn ai cũng trả không nổi trách nhiệm này. Quái vật cũng không phải cái gì cũng đều không hiếu, đặc biệt là tế thần, có được cùng nhân loại không sai biệt lắm tư duy, vô cùng giảo hoạt. Từ ngàn năm nay, lấy tế thần cầm đầu quái vật, một mực điều động. Nhân loại giữ chức gian tế, đang tìm kiếm thí thần tố tổ chức tổng bộ tung tích. Đại trưởng lão Minh Bạch nhị trưởng lão y tứ, hẳn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, bọn hắn không có có vấn đề. Có một câu nói như vậy, đám người mặc dù có hoài nghĩ, cũng không dám tại phương diện này trên làm văn chương có đại trưởng lão tự thân vì bọn hắn học thuộc lòng, thân phận của bọn hắn coi như có vấn đề, cũng sẽ không có có vấn đề. Nhị trưởng lão trầm mặt một lát, hỏi, bọn hắn. N vào huyền thố thế giới muốn làm gì? Đây cũng là tất cả mọi người nghĩ phải biết, cho dù là đại trưởng lão, hắn cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cung thọ bó tay rồi, ta sát, đại trưởng lão, ngươi cũng không biết rõ. Ngươi không có hỏi. Không hỏi ngươi sẽ đồng ý nhường bọn hắn tiến vào. Đối mặt hỏi thăm, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tìm nói, ta nghe nói huyền thổ thế giới phong cảnh mỹ lệ hoàn cảnh tu nhã muốn đi xem lửa ai đó ngươi làm nhóm chúng ta đều là ba tuổi tiểu hài sao đi huyền thổ thế giới du lịch ngươi thế nào không nói đi huyền thổ thế giới tâm bảo đây phía sau lý do so trước mặt lý do càng khiến người ta tin phục hồ nháo có người nhẫn không được gầm thét một tiếng đi xem một chút ngươi làm huyền thổ thế giới nhà ngươi sao đi nói liền đi vẫn là như thế hoang đường lý do có người dẫn đâu những người khác cũng nhao nhao quát lớn bắt đầu đúng đấy nghĩ đến rất đẹp năm mơ cũng đừng mơ giấc mơ như thế đến cái này thời điểm còn không nói thật các ngươi muốn làm gì có phải hay không đối huyền thổ thế giới có ý đồ xấu đám người thanh âm rất lớn quanh quấn tại trong đại điện như là tiếng sấm cuồn cuộn ầm ầm điếc tai cảnh ngộ đạo nhiều hứng thú nhìn qua lữ thiếu khanh ba người sau đó hỏi tương quỷ đích đại trưởng lão ngươi cũng không biết rõ bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới một vì cái gì nghĩ đến đồng y bọn hắn tiến vào đúng a à, không biết rõ mục đích không biết rõ lai lịch liên nghĩ nhường bọn hắn tiến vào người tôn nữ tương tỳ tiên cũng không có đại ngộ này a à? tương quỳ trầm mặt một một lát hắn không phải là không muốn hỏi mà là quên đi hắn cùng lữ thiếu khanh đánh nhau khiến cho đầy bụng tức giận quên đi lại thêm hắn chiếm qua qué, biết rõ lữ thiếu khanh một nhóm tất nhiên sẽ tiến vào huyền thổ thế giới cho nên đối với vấn đề này cũng không có để y như vậy cho nên không có hỏi thăm qua trầm mặt một một lát về sau, tương quỷ chậm rãi mở miệng, ta tính qua, bọn hắn đối huyền thố thế giới không có ác y. Bọn hắn tiến vào huyền TH thế giới đối chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt. Chương 998, đến đánh một trận quyết định. Tương quỷ lại một lần nữa nhường đại điện trầm mặt xuống. Lời nói này nếu như những người khác tới nói, bọn hắn không phải đem người kia cho đánh chết không thể. Nhưng là tương quỷ không đồng dạng. Tương quỷ tỉnh thông bói toán, xem quẻ chỉ thuật thiên hạ vô song. Từ ngàn năm nay, chính là dựa vào hắn tay này tuyệt kỳ, nhưng thí thần tổ chức tránh khỏi một lần lại một lần hủy diệt nguy cơ, cứu vần rất nhiều người. Thí thần tổ chức trên dưới không có người đối tương quỳ xem quẻ chỉ thuật có hoài nghi. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì tương quỳ sẽ đối xứ với lữ thiếu khanh như thế bọn hắn. Không hỏi bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới mục đích, liền triệu tập mọi người tới thương nghị, dự định nhường lữ thiếu khanh bọn hần tiến vào huyền thổ thế giới. Biết rõ là tương quỷ bói toán qua, chiếm qua quẻ, không ít phản đối trong lòng người y nghĩ thay đổi có người lúc này mở miệng, nếu như là dạng này, ta nghe theo đại trưởng lão y tứ. Không sai, ta cũng thế. Đại trưởng lão không có sai. Liền nhìn xem cái này ba cái kẻ ngoại lai sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi gì. Chỉ là tương quỷ mấy câu liền để hướng gió cải biến, phản đối đám người bắt đầu đổi biến thái độ, trở nên ủng hộ bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy được tương quỳ tại mọi người trong suy nghĩ uy vọng. Cung thọ nhíu mày, hẳn vẫn là kiên định phản đối lữ thiếu khanh bọn hẳn tiến vào huyền thú thế giới, Hần đối tương quỳ nói đại trưởng lão chỉ bằng vào xem quẻ liền đế bọn hắn tiến vào huyền thổ thế giới sẽ hay không quá mức mạo hiếm trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra ngoài y muốn tương quỳ bói toán cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác có thời điểm cũng sẽ xuất hiện biến cố phát sinh ngoài y liệu sự tình cung thọ hỏi lên như vậy những người khác lập trường lại trở nên có buông lỏng nhị trưởng lão nói không tệ hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm đúng vậy a à, huyền thổ thế giới trọng yếu như vậy nhóm chúng ta nơi này có mấy người đi vào qua, ta cũng không vào đi qua đây. dẹp đi a à ngươi, ngươi tính là gì? ta cái này nguyên anh trung kỳ cũng không vào đi qua, ngươi nguyên anh sơ kỳ cũng dám nói chuyện? tiền bối nói qua huyền thổ thế giới việc quan hệ nhân tộc tồn vong là nhóm chúng ta nhân tộc sau cùng hy vọng nhất định có tiền bối đạo ly nhóm chúng ta làm hậu bối có thế, làm chính là hết sức bảo vệ tốt nó. đám người nghị luận ầm y lại bắt đầu không đồng y lữ thiếu khanh bọn hắn tiến vào huyền thú thế giới. đối mặt đám người nghị luận đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, không có mở miệng, mà là nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn ra một chút đầu mối. Ngàn năm thời gian phát triển, thí thần tổ chức phát triển đến bây giờ, thực lực cường đại, đã là quái vật nhóm trong mắt lớn nhất phản loạn tổ chức. Như thế lớn tổ chức, người cũng rất nhiều. Ở đây hơn 10, gần 20 người đều là Nguyên Anh. Mà lại nghe nói bên ngoài phân bộ còn có. Phóng trên hàng tình, là một cái siêu cấp lớn thế lực, ngoại trừ thánh địa, liền đến phiên thí thần tổ chức. Tương Quỳ thân là đại trưởng lão, là trong tổ chức cao nhất người cầm quyền. Hắn mang theo thí thần tổ chức phụ trọng tiến lên, theo ngăn năm trước đó di đến hôm nay, hắn tại trong tổ chức địa vị không thể nghĩ ngờ. Nhưng là theo thời gian phát triển, dù là người phía dưới nhiều, nhiều người, phe phái tự nhiên cũng liền nhiều. Chí ít nhị trưởng lão bên này chính là như thế. Có một số việc, hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, khẳng định là muốn cùng đại trưởng lão đối nghịch. Đây là hãng vị trí chỗ quyết định, cái mông quyết định y nghĩ, cũng quyết định cách làm. Tại hắn cái này vị trí bên trên, nếu như đối đại trưởng lão vân vân dạ dạ, hắn còn tưởng là cái rắm nhị trưởng lão, sớm muộn cũng sẽ bị người xem thường. Bị hạ mặt người đến. Chính quyền. Đại trưởng lão vị trí không ai dám thèm nhỏ giải, không dám khiêu chiến. Nhưng là nhị trưởng lão, tam trưởng lão những này vị trí liền không đồng dạng. Đại trưởng lão là duy nhất, không thể đối, nhị trưởng lão tam trưởng lão vị trí người là có thể đối. Cho nên, cung thọ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng y tương quỹ cách làm không phải vậy sẽ bị người nói là kẻ phụ họa. Xem rõ ràng về sau, Lữ Thiếu Khanh đối cung thọ nói, đi, đừng ở chỗ ấy giả mù sa mưa. Đến đánh một trận, ngươi thắng, nhóm chúng ta quay đầu liền dĩ, không hề đề cập tới tiếng vào huyền thổ thế giới sự tình. Ngươi thua, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghe đại trưởng lão liền tốt. Cung thọ nghe xong, trong lòng giận dữ, thật vô lễ gia hỏa. Mọi người là người văn minh, muốn đánh nhau. Thô lỗ gia hỏa. Cung thọ lạnh lùng khinh bị, hắn là ngươi sẽ chỉ dùng nắm đấm đến giải quyết sự tình. Thô lõi. Lữ thiếu khanh gật đầu, không sai, ta liền biết được dùng cái này đến lấy ly phục người. Một câu, ngươi có dám hay không? Cung thọ sắc mặt khó bắt đầu, hẳn ánh mắt xuống trên người kế ngôn, do dự bắt đầu. Kế ngôn ngày đó biểu hiện ra thực lực quá mạnh, nhưng hắn kiên đè không thôi. Hắn mặc dù là nguyên anh chính tầng cảnh giới, lại là nhị trưởng lão, thực lực có thể nói là thí thần tổ chức mạnh thứ hai. Nhưng là hắn vẫn như cũ không có lòng tin kia, Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đánh là đánh. Ta không muốn khi dễ tiểu bối. Lữ thiếu khanh cười ha ha, ngươi sợ. Ta sợ. Cung thọ cười ha ha một tiếng, thanh âm vang đổi quanh quấn tại trong đại điện, ta sẽ sợ người tên tiểu bối này. Ngươi hỏi một chút ở đây tất cả mọi người, hỏi một chút bọn hắn có nguyện y hay không dùng loại này thô lỗ biện pháp đến quyết định bực này trọng yếu đại sự. Nếu có một người đồng y, ta liền đánh với ngươi một trí. Cung thọ trong mắt mang theo giáo hoạt quang mang. Trong lòng âm thâm đắc y hử, ở đây đều là các vị trưởng lão, đều là thí thần tổ chức người, sẽ không dễ dàng đồng ý để ngươi cái này kẻ ngoại lai tiến vào huyền thổ thế giới. Lữ Thiếu Khanh thì liếc nhìn đám người một vòng, chỉ khí nâng cao hỏi, như thế nào? Có người đồng ý ta biện pháp sao? Yên tâm, sẽ không đánh chết hắn. Cung thọ tức chết, hông đảng gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Hắn hừ lạnh một tiếng, chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Cung thọ làm nhị trưởng lão, một phen đã kiên quyết biểu lộ thái độ của hắn. Tất cả mọi người là người một nhà, không đáng vì một ngoại nhân mà đắc tội thực quyền lãnh đạo. Cho nên, người chung quanh nhau nhau cười lạnh. Ngây thơ. Suy nghĩ ấu trí, bực này trọng yếu đại sự, làm sao có thể dùng như thế ngây thơ biện pháp đến quyết định. Tiểu tử, người sẽ không vì ngươi thiên hạ vô địch đi. Không biết rõ trời cao đất rộng, sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả mọi người không có ý định đồng ý Lữ Thiếu Khanh đề nghị. Lữ Thiếu Khanh đối với những người khác chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người một người. Ta mẹ nó. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chầm người, trong lòng mắng to, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chăm chú, hắn không mở miệng không được. Ta cảm thấy một công tử đề nghị có thể thực hiện. Chương 999, ta đối ta sự huynh có lòng tin. Tất cả mọi người tại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trò cười, nhưng mà... Trời nắng, sợ ngây người đám người. Tê nhiên lên tiếng thanh âm, là như vậy đột ngột, quanh quấn tại trong đại điện, đâu chỉ tại một đạo xét đánh làm sao còn có người có dũng khí ủng hộ kẻ ngoại lai like? phản đồ sao dám cùng nhị trưởng lão đối nghịch chán sống sao đám người ánh mắt theo danh vọng đi nhìn xem một cái nín đỏ mặt lão đầu lận huynh ngươi làm gì đúng a à, ngươi nghĩ quần sao người bên cạnh thấp giọng thuyết phục ngươi có phải hay không nói sai tranh thủ thời gian sửa lại a à? nhị trưởng lão tốt xấu cũng coi là lãnh đạo của ngươi ngươi làm gì cùng lãnh đạo đối nghịch ngươi có còn muốn hay không thăng chức tăng lương lận vũ trong lòng gầm thét, một bộ sắc khóc lên bộ dạng. Bảo bảo có khố, nhưng là bảo bảo không thể nói. Bị lữ thiếu khanh hố. Cái, hẳn hiện tại không thế không đứng tại lữ thiếu khanh bên này. Nói cách khác, trong mắt của mọi người, hắn chính là một cái phản đồ. Đám người ánh mắt cũng xuống trên người lận vũ, liền liên đại trưởng lão tương quỳ cũng là mở to mắt, hơi có tò mò nhìn lận vũ. Ngày đó lữ thiếu khanh nhường tả điệp đi hỗ trợ dựng gian phòng thời điểm, tương quỳ liền đã tò mò lữ thiếu khanh đến cùng có cái gì biện pháp nhường lận vũ ngoan ngoãn nghe lời không phải là ân cứu mạng sao nhưng tương quỳ trong lòng rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này lận vũ làm người hắn hiếu rõ sẽ không vì chuyện riêng mà lầm đại sự không phải là bị nắm nhược điểm gì cung thọ bên này nụ cười biến mất khẽ nhếch miệng khó có thể tin nhìn qua lận vũ lận vũ là thí thân tổ chức bên trong lão nhân nguyên anh hậu kỳ thực lực tại thí thân tổ chức bên trong cũng là xếp tại phía trước đối với lận vũ trung thành cùng thực lực thí thần tố chức trên dưới cũng hết sức yên tâm. Bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn đảm nhiệm lớn nhất một cái phân bộ người phụ trách. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại giúp một cái kê ngoại lai like nói chuyện, quả thực vượt quá cung thọ tưởng tượng. Nếu không phải người nơi này nhiều, cung thọ nhất định phải năm lấy lận vũ đến hỏi thăm rõ ràng. Giúp ngoại nhân, không giúp chính mình. Làm cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, đối cung thọ nói, nhị trưởng lão, như thế nào? Đến đánh một trận di, ngươi thua, ngươi liền phải đồng ý nhóm chúng ta tiến vào huyền thổ thế giới. Vốn cho rằng không người sẽ ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, kết quả có lận vũ, nhưng cung thọ cảm thấy mình bị đánh mặt, buồn bực xấu hổ không gì sánh được. Hắn nghiêm nghị quát, tiểu tử, ngươi đối ngươi thực lực rất có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ mình sư huynh nói, đương nhiên, ta đối ta sư huynh rất có lòng tin. Đáng chết. Cung thọ trong lòng thâm mắng một câu, thật sự là hắn đối kế ngôn tồn tại kiên kỵ. Một kiếm đánh bại sáu cái nguyên anh, hắn làm không được trước đó hắn chỉ là quát to một tiếng, nhưng không có xuất thủ, có em mờ. Phận nguyên nhân chính là, bại bởi kế ngôn, hắn cái này nhị trưởng lão mặt coi như khó coi. Một thời gian, hắn có chút đâm lao phải theo lao, tiếng thối lưỡng nan. Bất quá, cung thọ dù sao cũng là nhị trưởng lão, rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn cười lạnh, nói, đồ đệ của ta cùng các ngươi quan hệ không tệ, tại ta trước khi đến, còn cố y thỉnh cầu ta giúp ngươi một chút nhói. Dạng này, nếu là ngươi nói ra, ta đến chiếu cố ngươi. Lữ thiếu khanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngươi không dám cùng ta sự huynh đánh sao. Bên cạnh tiêu y bó tay rồi, cái. Dị trưởng lão cũng sẽ chọn quả hồng mềm đến bóp sao. Trách không được cái kia chu quan viễn cũng sẽ lớn yếu sợ mạnh, nguyên lai là một mạch tương thừa. Bất quá, người cái này lão gia hỏa tính toán đánh nhầm, ta nhị sư huynh mặc dù không bằng đại sư huynh, nhưng là thực lực so ngươi hiện tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Tìm ta nhị sư huynh, chờ lấy kinh hy di. Ta nhị sư huynh cứng rắn ra dây cung thọ sắc mặt lại khó coi mấy phần, ghê tẩm gia hỏa, dừng nói ra được hay không. Lại nói, ta không phải sợ, ta là đang tìm kiếm tối ưu giải quyết biện pháp. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh vấn đề này, cung thọ là không có biện pháp trả lời, hắn chỉ có thể tránh đi, hử, ngươi không dám sao. Hạt. Bên cạnh đại trưởng lão nhịn không được ho khan một tiếng, đối cung thọ nói, nhị trưởng lão, không cần đi. Thân là trưởng bối, không cần cùng hẳn tên tiểu bối này chấp nhặt Chơi cứng, cũng không phải một cái vui sướng sự tình tương quỳ trong lòng thầm nghĩ ngươi nếu là biết rõ ta cũng bị hắn đánh một quyền ngươi liền sẽ không muốn cùng hắn đánh ngươi thua mặt mũi coi như ném đi được rồi nhưng lời này nghe vào cung thọ trong tai chính là như vậy chói tai là nói hắn cung thọ đánh không lại lữ thiểu khanh cung thọ trong lòng hử lạnh một tiếng mặt ngoài cười nói đại trưởng lão yên tâm ta sẽ nhường hắn lữ thiếu khanh sau khi nghe xong phách lõi nói không cần ngươi xuất toàn lực liền tốt ngươi không ra toàn lực ta sợ một không xem chừng sẽ đem ngươi cho đánh chết đến thời điểm liền không cách nào hướng đại trưởng lão bàn giao ta đi cái này gia hỏa thật là cần rỡ đại điện người nơi này trong lòng quát to một tiếng đối với lữ thiếu khanh phách lối không vừa mắt có người nhẫn không được quát tiểu tử nơi này không phải ngươi dương oai địa phương thu hồi ngươi cần rỡ ngươi cho rằng ngươi cùng sư huynh của ngươi đồng dạng lợi hại sao khắc phách lối thí thần tổ chức còn không có đến phiên ngoại nhân đến dương oai tất cả mọi người có xúc động đánh chết lữ thiếu khanh quá cần tở người ở chỗ này cái nào không phải mấy trăm tuổi trên dưới lão tiên bối. Tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt phách lối, một điểm lê phép cũng không có. Lận vũ trong lòng càng là hô hào, tranh thủ thời gian, đi lên đánh chết hắn. Lần này không đánh không được. Cung thọ trong lòng nổi lên hận y, ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh. Trước mặt mọi người kêu khích hắn, thật sự cho rằng hắn cái này nhị trưởng lão rất dễ bắt nạt sao. Cung thọ vừa muốn đứng lên thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh vượt ngang qua trước mặt hắn. Là cảnh ngộ đạo cảnh ngộ đạo thanh âm tại trong đại điện vang lên đinh tai nhức óc nhị trưởng lão để cho ta tới lĩnh giáo một chút cái này tiểu tử năng lực đi ta không cho phép có người ở chỗ này phách lối trung khí mười phần thanh âm như là cũng lôi nhưng tất cả mọi người nghe ra được ẩn chứa ở trong đó lửa giận cảnh ngộ đạo tính tình không tốt lắm lữ thiếu khanh phách lối bộ dạng khơi dậy hắn lửa giận đứng ra muốn đích thân giáo húng một chút phách lối lữ thiếu khanh cảnh ngộ đạo âm trầm bộ đáng toàn thân trên dưới tản ra sát khí nhưng hắn nhìn như là một tôn vẽ giận dữ kim cương, rất là kinh khủng. Người bình thường nhìn thấy cảnh ngộ đạo bộ dạng này sớm đã bị sợ tề ra quân. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh không có, hắn ngược lại đến hỏi Cung Thọ: Ta đánh thắng hắn, ngươi cũng phải đồng ý ta tiến vào Huyền thổ Thế giới a? À? Cung Thọ lạnh lùng nói: Ngươi thắng Tam trưởng lão, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cung Thọ là ước gì có người ra thay hắn đối phó Lữ Thiếu Khanh. Thắng, thua đối với hắn cũng có lợi mà vô hại. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Ngược lại hướng về phía cảnh ngộ đạo lần nữa lộ ra chỉ khí nâng cao, phách lối bộ dạng, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 1000, Ba quyền, ngươi đừng khóc. Cần. Phách lối. Đám người lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh thái độ cho chọc giận. Cảnh ngộ đạo trong lòng cơn giận dữ càng tăng lên, hắn lạnh lùng cười, rất tốt, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là hẳn là, nhưng là như ngươi loại này cần rỡ người trẻ tuổi, ta. Còn là lần thứ nhất gặp. Ba quyền hắn hướng về phía lữ thiếu khanh dựng thẳng lên ba cây ngón tay, ngươi có thể chịu đựng được ta ba quyền, liền coi như ta thua, ta cũng đồng ý ngươi tiến vào. quyền thổ thế giới. lời này nhiều người chung quanh nhịn không được nghị luận ầm một. ba quyền, một quyền hắn thì phải chết a. À. tam trưởng lão lực lượng là trong chúng ta mạnh nhất, nhục thân cường hãn không người có thế địch, một quyền xuống dưới, hắn sẽ khóc đi. tam trưởng lão có một môn liên quan tới nhục thân tu luyện công pháp, nghe nói là tổ tiên truyền thừa thiên cấp công pháp, lực lượng không người có thể địch hắn không dám a. À. Đám người nghị luận nhường Lữ Thiếu Khanh biết rõ cảnh ngộ đạo thực lực. Ngắm lại cũng thế, ma tộc người cũng là am hiểu lực lượng, cảnh ngộ đạo dạng này đáng vóc, không am hiểu lực lượng cũng không thể nào nói nổi. Bất quá nha, lực lượng phương diện này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười ha ha. Hắn ra vẻ chân chờ, cái này, không tốt lắm đâu, ba quyền đáng sợ như vậy. Cung thọ cười lạnh, ngươi sợ. Rốt cục có cơ hội đem câu nói này còn cho cái này ghê tớm tiếu tử. Ân, ừ, nói xong thật sự sảng khoái. Cảnh ngộ đạo cũng là cười ha ha bắt đầu, ngươi sợ, ngươi có thể nhận thua, trước mặt mọi người nhận thua, tắt ngươi nghĩ tiến vào huyền thổ thế giới y niệm. Cảnh ngộ đạo sau khi nói xong, còn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lung lay nắm đấm. Nhìn xem cảnh ngộ đạo đầu, Lữ Thiếu Khanh trong đầu trước tiên hiển hiện chính là một câu quen thuộc lời nói. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem âm thầm gật đầu, quả đấm to lớn, hoàn toàn chính xác cho người ta rất lớn áp lực. Lữ Thiếu Khanh chần chờ nói, cốt A, ba quyền liền ba quyền, chờ sau đó ngươi dừng khóc cảnh ngộ đạo cười ha ha trò cười câu nói này ngươi giữ lại cho chính ngươi di ra ngoài giống chúng ta đi ra bên ngoài hảo hảo đánh một trận tương quỷ bỗng nhiên mở miệng không cần ngay ở chỗ này đi chạm đến là thôi mặc dù hai người đều là nguyên anh đánh nhau sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng đại điện mặc dù có trận pháp gia cố nhưng cũng không thể ngăn cản được nguyên anh bộc phát bất quá tăng thêm đại trưởng lão liền không đồng dạng có tương quỳ một phen song phương không cần di ra ở chỗ này đánh là được rồi cảnh ngộ đạo cười ha ha một tiếng tiểu tử tính ngươi đi xa không cần đi ra mất mặt người chung quanh âm thâm gật đầu biểu thị cảnh ngộ đạo nói đúng không cần đi ra bên ngoài xem như cứu văn mặt mũi của bọn hắn đúng đấy ra ngoài bị một quyền đánh khóc mặt mũi này hướng chỗ nào đại trưởng lão đối cái này tiểu tử xem như chiếu cỏ đúng chỗ ngươi không hiếu cái này gia hỏa bị đánh khóc mất mặt đại trưởng lão mặt mũi cũng khó nhìn dù sao đây là đại trưởng lão tìm trở về người ngô cũng thế bất kế như thế nào, cái này tiểu tử nhất định phải thua. Hắn không phải hãng sư huynh, đối mặt thực lực cường hãng tam trưởng lão, hơn là tự mình chút lấy cực khố. Xem kịch đi, hắc hắc, kẻ ngoại lai cũng nghĩ tại nhóm chúng ta nơi này dương oai. Năm mơ đây. Cảnh ngộ đạo theo phía trên dĩ xuống, khôi ngô dáng vóc, một bước dừng lại, phản phất mặt đất đều đang rung rẩy, cảm giác áp bách mạnh mẽ như người chung quanh sắc. Mặt biến hóa. Kế ngôn cùng tiêu y thì lùi đến một bên. Tiêu y nhìn xem dáng vóc khôi ngô, cực lớn đến nàng muốn ngước đầu nhìn lên cảnh ngộ đạo, nàng tràn đây lo lãng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh có thế làm sao? Mặc dù lữ thiếu khanh rất mạnh, nhưng là cảnh ngộ đạo phát tán ra cảm giác áp bách quá cường đại, nhường tiêu y trong lòng không chắc. Dạng này cảnh ngộ đạo cho dù là tại thánh địa cũng là hiểm thấy. Một quyền một cái tiếu bằng hữu tuyệt đối không có vấn đề gì. Kế ngôn lắc đầu, không sao, ngươi cái gì thời điểm gặp qua hắn tự chút lấy đau khố. So với tiêu y thỉnh thoảng dao động, kế ngôn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối lữ thiếu khanh lòng tin. Tiêu Y nghĩ cũng phải, nhưng là nghĩ lại, lại nói, đại sư huynh, nhị sư huynh hiện tại cũng bất quá là bảy tầng cảnh giới, sẽ có chút phí sức a. Cảnh ngộ đạo là nguyên anh chín tầng, có thể lên làm tam trưởng lão, không cần nghĩ cũng biết rõ thực lực của hắn tại thí thần tổ chức bên trong ít nhất là trước ba, không phải. Những cái kia hàng lẫn nguyên anh, nhìn xem đi. Kế Ngôn cũng đoán không ra, dù sao hắn biết mình sư đệ rất mạnh, nhưng là còn có rất nhiều đồ vật hắn không biết. Hiện tại liền nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ứng đối ra sao cảnh ngộ đạo đi vào lữ thiểu khanh trước mặt nhìn xem lữ thiếu khanh bình tĩnh đứng tại chỗ lạnh lùng cười nói tiểu tử xem chiêu đi sau khi nói xong ánh mắt nghiêm nghị cường đại khí tức bộc phát uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện to lớn cảm giác áp bách nhường chung quanh sắc mặt nhau nhau đại biển không ít người nhau nhau lui lại để tránh mở cổ này áp lực thật mạnh dạng này khí thế ai có thể địch khi tiếu tử chết chắc tam trưởng lão uy vũ đám người nhau nhau nghị luận nhìn xem lữ thiếu khanh ánh mắt tựa như nhìn xem người chết đồng dạng cảnh ngộ đạo hét lớn một tiếng sau đó thân hình bạo động tựa như một đầu xuống núi mảnh hổ gầm thét nhào về phía lữ thiếu khanh cảnh ngộ đạo chẳng những lực lượng cường đại mà lại tốc độ cũng không yếu cơ hồ là trong chớp mắt tựa như thuẫn di đồng dạng xuất hiện tại lữ thiếu khanh trước mặt một quyền đánh ra âm ầm một tiếng vang thật lớn vô hình âm bạo tại trong đại điện chấn động như là không gian bị đánh xuyên không gian xé rách thanh âm bên tai không dứt không gian chung quanh tạo nên tầng tầng gợn sóng, mắt chân có thể thấy, như là mặt nước gợn sóng, không ngừng khuếch tán. Lực lượng cường đại đang ngưng tụ, quy lực khủng bố tại bộc phát. Cái này một quyền cho người ta sơn băng địa liệt, vỡ vụn thiên địa cảm giác. Người chung quanh sắc mặt lần nữa đại biến, trong lòng trần đầy kính sợ. Đây chính là tam trưởng lão thực lực sao? Đây chính là nguyên anh hậu kỳ, chính tầng cảnh giới thực lực sao? Một quyền đánh ra, cho dù là ngang nhau cảnh giới người cũng không dầm tùy tiện đi đón. Lực lượng cường đại, như sâu trường hồng, có thể vỡ nát ngăn tại trước mặt hết thảy chướng ngại. Chết chắc. Không ít người trong lòng lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh phán quyết tử hình. Như thế cường đại một quyền, bọn hẳn đi lên cũng đỡ không nối, chớ đừng nói chỉ là có vẻ hết sức bình thường Lữ Thiếu Khanh. Hắc, để ngươi phách lối càng rỡ. Đại trưởng lão cái này một quyền dạy ngươi làm người. Cơ hồ là tất cả mọi người trừng to mắt, cẩn thận nhìn xem cảnh ngộ đạo, chờ lấy cảnh ngộ đạo một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh ngã. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với một quyền, thần sắc không thay đổi, không có trốn tránh, cũng là dơ lên nắm đấm đón lấy cảnh ngộ đạo nắm đấm. Muốn chết. Không ít người thấp giọng tự nói một câu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thanh âm định tai nhức óc, vô hình sóng âm như là khí lãng hướng vẽ chung quanh khuếch tán tứ ngược. Vi lực to lớn nhường đại điện chấn động bắt đầu. Một đạo bóng người lăn không bay lên.